Hey, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với một tựa game. Nó có thể gọi là ông tổ của PUBG đấy. Thì có trò này trước thì PUBG nó mới ra sao, nhưng mà không hiểu sao thì PUBG nổi tiếng. Còn trò này thì nó một số người lại nói nó là dead game, kia là game thực sự chết đấy. Mình cũng chả hiểu sao. Nhưng mà cái đợt Steam sale hôm bữa đó thì mình vẫn mua để trải nghiệm, và mình thấy đa phần trong đây đâu phải game chết đâu. Thật sự cái số lượng người chơi trong đây thì vẫn rất là đông, bởi vì mình nhận ra được cái gì là cái trò này nó tối ưu khá tốt, không như Battleground. Battleground thì đồng ý chơi vui hơn thiệt á, nhưng mà trò này nó lại kiểu như là nó pha lẫn giữa hai game. Mà mình thấy nha, như kiểu của PUBG này là Battleground thì nó vậy, như là nó học hỏi cách chơi từ bên đây là đúng rồi, nhưng mà cái trò này mình cảm giác gì nó giống như lại cái game mà mới vừa ra đây á, đó là Forditea Battle Royale đó. Thì bạn nào chơi bạn nào cũng biết tại sao mình nói nó khe nó giống, mà tại cái đường đạn của nó đó, nhiều lúc nó bay thấy giống lắm cơ. Nhưng mà nó lại cái kiểu mà nhà cửa chân thật như lại PUBG. Đứng thẳng lưng nhìn mắc cười. Đánh ghê thì trong đây nó, nhưng mà trò này nó cũng không tránh được cái mấy cái trường hợp, mà không phải trường hợp nữa mà làm những cái gì nhược điểm của nó, mà mình thấy nó khá là không ổn luôn á. Nếu như bạn nào mà chơi này cảm thấy cái này nó là sẽ rất là khó, thì tí chút nữa mình xuống mình đáp thôi. Trò này thì nó nhà nó ít theo mình thấy vậy, nhưng mà khu nào đó lớn rồi nó lớn lắm, như kiểu khu này chắc chắn chút có người vô rồi. Vô đâu vậy ta? Vô đây thử coi. Đông thế. Phải có đứa vô rồi. Vậy thì xuống dưới đây. Thế mà các bạn thấy đồ họa của nó đẹp hơn cả BBG. Trò này thì mình có thể match cấu hình được. Lượm đồ hơi khó. Bé khuyết vô. Bé khuyết vô luôn. Rút. Có med kit không ta? Có nên bỏ shotgun không ta? Không thấy được. Gì á? Máy bay. Ơi, hên quá, mình đang ở trong bo. Đây, mình sẽ nói cái không hay của trò này đây. Đó là đây, bạn được định vị ở đây đúng không? Mặc dù nhiều lúc bạn chạy đâu bạn cũng không biết luôn. Kiểu như nó không có cái mũi tên rằng là mình đang chạy đi đâu rồi đồ đó. Cho nên nhiều lúc mình sẽ khó xác định được cái phương hướng của nó. Đồng không mông quạnh. Chạy. Cầm cái nỏ không biết bắn ai.
Ít ra nó còn có cái ống nhắm. Đồ họa thấy đẹp hả? Thì đi. Trong đây không có giáp hay sao ta? Chỉ có mỗi cái ba lô, mình thấy ba lô quân sự nè, mũ bảo hiểm, mày mũ quân sự. Mũ này mũ bảo hiểm xe máy bình thường. Khu này có ai không vậy? Thấy khu cũng to lớn quá. Có bắn lộn trong đây. Trời đất ơi. Là manh động quá, sợ vô trong quá. Trốn. Mình thấy nổ súng mà mình không có thấy ai vào trong hết nhỉ. Đâu ta? Có xe luôn rồi. Bị nghe cái shotgun vào người chứ. Bây giờ game. Sao nó thấy được mình ta? À chắc lúc mình di chuyển cái mũ của mình nó lòi 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 lên ấy. Thấy mình. Điều chuẩn đi, thế nào? Ok, hệ chuẩn. Nghe tiếng rồi, mà chưa vô màn hình. Ừ. Cảm giác nó khó khó hơn PUBG hả? Có thể mình quen bên kia. Kìa sao mình nghe tiếng mà sao không vô được. À đúng. Ơi. Cái gì thế này? Cái gì? Nhân vật mình đâu? Game lỗi rồi. Đờ mờ ghép nổi. Hay lát bản đồ chưa kịp nữa nè. Kìa đó, ở đây nè. Thịt mẹ.
Chắc là do mình vào mà vào nhanh quá đó, đôi khi nó cũng xảy ra vấn đề. Trời, ra xuống đây đâu quá. Ma bệnh. Mày thì chứ. Vào trận nhanh quá cũng có cái dở của nó. Sống vừa không được. Ông nào tên ngu 10k. Em này biết người Việt còn ai chơi không? Hay là qua BUBG hết rồi. Ở đây. Chạy sớm, chạy sớm. Súng. Chọc với con dao. Đâm 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 kiểu này chết ai. Ở đợt khu vực này không có súng à, rồi thấy mẹ rồi. Thấy mẹ. Đây hiểu rồi. Cái kia sọc ghiền. Chết mẹ. Game như lèn à, chơi khó thiệt luôn á, chơi không quen. Thiệt chứ. Thôi thì cái clip của mình chắc hôm nay cũng ngắn ngắn thôi, chủ yếu trải nghiệm cái game này mà. Thì coi mình vô cái Minecraft. Cho mình mở luôn á. Eagle uncommon, không phổ biến. Bác. Mấy cây này cũng phải cần cái này mới mở được. Mở một cái cũng 250, mở tất cả cũng 250. Thà giống này đi. Cái địt mẹ này như kiểu mày vây xong rồi. Customize gear của mình. Mình có cái mũ nào? Đây, mình có cái mũ này. Trời, trong đây đồ nó đa ha. Vãi cức. Vãi cức. Ơi, đồ sniper nè. Có cái này khỏi thấy luôn. Áo thì mình có cái nào đây? Mình đang có hàng đống áo. Trời đất ơi, áo nó nhiều chưa nè. Trời đất ơi. Như là có trong kho của mình muốn mặc cái áo nào mình đặt đúng không? Trong vàng này đúng không? Ba lô nè. Wow. Màu đủ kiểu ha. Giày. Dày màu đầy đủ các thứ, mình đang có cái này mà đúng không? Ngon. Quần thì cũng như cũ, hệ thống ở trong đây nó phong phú thiệt luôn á. Mặt thì mình chỉ có mới mỗi cái này thôi, bỏ ra được không? Không. Yeah, mắt kiến này nọ, mình đã có cái này, mặc cái này đi. Ok, thì clip trải nghiệm game của mình tới đây hay nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.